Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phái sale theo xuất nhật ký chung chuẩn thông tư 133. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và sử dụng cái phái sale này. Và để các bạn tiện lợi hơn trong việc sử dụng thì mình đã làm các clip để hướng dẫn các bạn sử dụng phái này. Trước tiên, trước khi hướng dẫn sử dụng, các bạn nên xem qua cái sheet hướng dẫn sử dụng ở đây. Đó, chúng ta nên xem qua cho kỹ để khi làm chúng ta dễ hiểu và đơn giản hơn. Thì sheet đầu tiên là cái sheet data. Sheet data thì các bạn chú ý rằng cái cột A và cột B này, quan trọng nhất là cái cột A này là cái cột số thứ tự chứng từ thì đã được làm công thức sẵn rồi, cho nên các bạn không được xóa cái cột này hay là xóa số liệu trên cột này, nó có làm công thức sẵn rồi. Và cột ngày tháng ghi sổ thì cái cột này thì thật sự nó cũng không có quan trọng lắm, thì đã làm sẵn công thức, tôi làm sẵn công thức là lấy luôn bằng cái ngày chứng từ. Còn nếu như các bạn muốn làm theo ý của các bạn, đúng theo ngày của các bạn thì các bạn có thể nhập vào đây. Rồi cái cột C là cột số chứng từ, thì về nguyên tắc đánh số chứng từ thì nó có một số nguyên tắc sau. Thứ nhất là đối với phiếu chi thì các bạn đánh bắt đầu bằng chữ C. Bắt đầu bằng chữ C. Và theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn nên đánh như thế này. C01 0001. C01 có nghĩa là phiếu chi của tháng 1. Còn 00001 tức là cái số chứng từ bắt đầu bằng số 1. Có thể là các bạn nếu như công ty ít chứng từ, ít phiếu chi thì các bạn có thể đánh là 0001 cũng được. Đó thì tùy các bạn. Hoặc là C01 1 cũng được, không sao. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta đánh sẽ đánh C C01002. Đó. Thì từ đó là tùy các bạn. Cái số liệu này là cái số liệu tôi lấy của công ty ở số liệu của năm 2014, thì đó là làm theo quyết định 48. Thì tôi đã sửa lại cái tài khoản theo số liệu theo thông tư 133 để các bạn dễ hình dung. Đó, rồi qua tháng 2. Qua tháng 2 thì chúng ta sẽ đánh là C ở đây là 02. Đó. Ví dụ như vậy. 02 chữa lại nó số 1 này, bắt đầu từ số 1. Đó. Chúng ta sẽ đánh lại đánh như vậy. Rồi. Rồi đối với phiếu thu thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu bằng chữ T. Ở đây tôi sẽ tìm một cái phiếu thu cho các bạn xem. Đây chữ T. Đó, ví dụ đó là T, T02001 đó là T, là phiếu thu tháng 2 bắt đầu từ số 001. Đó. Phải có chữ T đầu tiên nha các bạn. Vì nó còn liên quan đến công thức ở những cái sheet khác. Đó. Rồi đối với phiếu xuất kho, khi chúng ta xuất kho thì chúng ta phải có chữ XK đằng trước, rồi XK01001, đó là hay là XK02001, vân vân. Về cái nguyên tắc là như vậy. Đó. Rồi xuất nhập kho thì chúng ta sẽ có NK. Tôi sẽ tìm một cái phiếu nhập kho cho các bạn. Xuất kho nhập kho. Ở đây không có cái phiếu nhập kho nào. Ta sẽ sửa lại cho các bạn dễ hình dung. Ví dụ như ở đây là phiếu nhập kho đi, thì tôi sẽ sửa ở đây là chữ NK. Ở đây. Đó. NK001 rồi. Đó, NK01, NK02 vậy đó ha. 01 là theo tháng, 02 là cũng theo tháng, như ta tháng 1 qua tháng 2. Rồi, cái cột ngày chứng từ thì các bạn sẽ điền ngày chứng từ vào. Ví dụ như ngày phiếu chi, ngày phiếu thu, hay là ủy nhiệm chi, hay là ngày nhập kho, xuất kho. Đó. Rồi, cột E là cái cột mà chúng ta sẽ trích yếu cái nội dung vào, ghi cái nội dung trích yếu vào. Đó. Ghi vào. Cột F này... các bạn thấy diễn giải thì có bên nợ bên có, thì bên có này thì đã được làm sẵn công thức rồi,
bên có thì nó sẽ dò tìm bên cái hệ thống tài khoản của tài khoản có, lấy tên tài khoản qua thôi, nên các bạn không hạch toán vào cái sheet này, xin lỗi, vào cái cục này. Rồi cục R và cục H là cái cục mà chúng ta hạch toán tài khoản nợ có. Lưu ý là ở đây hai cục này chúng ta hạch toán bằng tài khoản chi tiết luôn. Chúng ta mở tài khoản chi tiết đến đâu thì chúng ta sẽ hạch toán chi tiết đến đó. Cục Y và cục R này là tài khoản cấp 1 và đã được làm công thức lấy từ cục R và cục H qua. Cho nên ở đây chúng ta cũng không hạch toán vào hai cục này. Cục K là cục số tiền Việt Nam đồng thì chúng ta nhập số tiền Việt Nam đồng vào đây. Cục L là cái cục số tiền đô thì các bạn có thể là ghi hoặc không ghi. Nếu các bạn muốn theo dõi tiền đô, ví dụ những các khoản liên quan đến tiền đô như vậy, như ví dụ như ỷ nhiệm chi, nợ báo có, rồi tiền lãi của tài khoản tiền đô thì chúng ta có thể nhập vào đây. Rồi cái cục MN này mã thành, mã giá thành, mã tính giá thành nợ có, tức là ở đây chúng ta sẽ mở cái mã của những cái thành phẩm mà chúng ta muốn tính giá thành trong quá trình sản xuất, hay là mã của công trình, hay mã của hàng hóa mà chúng ta nhập vào chúng ta bán ra, để thì chúng ta sẽ nhập vào đây để sau này chúng ta sẽ lên cái bảng tổng hợp giá thành ở đây, hoặc là lên tính giá thành cho từng cái công trình, cho từng cái thành phẩm ở đây. Rất là tiện lợi các bạn. Đó. Thì cái mã giá thành đó chúng ta sẽ mở ở đây, ví dụ như đây. Ví dụ như tôi ở đây tôi mở cái công trình, tôi là công ty xây dựng thì tôi sẽ mở công trình, ví dụ như công trình ở Long An chẳng hạn, Long An. Đó. Thì tôi ghi là công trình nhà ở. Tôi chưa có tiếng Việt. Tôi sẽ mở tiếng Việt lên. Rồi, ví dụ đây tôi sẽ ghi là công trình nhà ở Long An. Công trình ở Long An. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cái mã ở trên này, ở bên này. Công trình nhà Long An. Đó. Nếu như các bạn chưa mở mà cái mã ở bên đó thì ở bên này chúng ta khi chúng ta click vào, chúng ta nhập vào hoặc là chúng ta sẽ chọn thì nó sẽ không cho chúng ta nhập vào vì chúng ta chưa đăng ký cái mã. Ok. Rồi. Cái phần cột ô và cột đến cột quy là cái cột chúng ta ghi cái thông tin cái người giao dịch, cái nghiệp vụ đó. Ví dụ như là cái người mà nộp tiền, hay là cái người đi thu tiền, vâng vâng hay là cái người nhận hàng, giao hàng. Rồi thì chúng ta lấy cái thông tin cái người nhận người nộp tiền hay là người giao tiền ở bên cái xích in phiếu thu, in phiếu chi đó. Rồi cái cục ăn R này là cục chứng từ kèm theo, thì cục này thì chúng ta có thể ghi vào hoặc là không tùy theo cái cách quản lý của mỗi người. Rồi khi chúng ta hạch toán các bước toán xong thì ở bên dưới này sẽ có công thức cái chuyển sẵn rồi, nó sẽ tính ra kết quả hoạt động kinh doanh của từng tháng ở đây đó. Cái công thức đầu tiên đó là thuế giá trị gia tăng đầu ra với đầu vào chúng ta cái chuyển với nhau, thì ở đây nó tùy theo cái đặc điểm của công ty mà chúng ta sẽ sử dụng công thức cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây là công ty chúng ta sử dụng cái công thức này, chúng ta chuyển toàn bộ cái thuế giá trị gia tăng đầu vào nhỏ hơn đầu đầu ra, thì chúng ta sẽ cái chuyển toàn bộ cái thuế giá trị gia tăng đầu đầu vào qua đầu ra ở đây. Đó. Để cho cái tài khoản 1331 này nó không còn số dư nữa mà nó sẽ chuyển toàn bộ qua cái tài khoản 33311 đây. Đó. Còn đối với nếu mà cái công ty của chúng ta có số đặc trưng là thuế giá trị tăng đầu vào nó lớn hơn đầu ra. Như vậy thường là những công ty gia công xuất khẩu các bạn
thì chúng ta sẽ làm công thức ngược lại, chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái thuế giá trị gia tăng đầu ra này qua thuế giá trị gia tăng đầu vào. Như vậy thì cái tài khoản 33311 này nó sẽ không còn số dư nữa. Lúc đó chúng ta sẽ không sử dụng cái công thức ở trên này, mà chúng ta sẽ sử dụng cái công thức ở trong cái phần ghi chú này. Cái phần ghi chú này. Đó. Rồi. Thì đó là cái công thức về cái chuyển thuế giá trị gia tăng. Rồi những cái công thức sau thì các bạn thấy nó đã được làm sẵn rồi. Nói chung nếu các bạn muốn học hỏi về công thức này thì các bạn có thể click vào đây để xem và học hỏi. Điều đặc biệt ở cái file này là tôi đã không giấu công thức đi, không ẩn, không khóa lại để các bạn có thể là tự học hỏi thêm, tham khảo thêm nếu các bạn để các bạn dễ hình dung. Dưới đây thì nó sẽ tính ra được cái tỷ lãi hay là lỗ ở đây các bạn. Đó. Cho nên chúng ta thường những cái file Excel mà miễn phí thì nó sẽ không có những cái công thức cái chuyển cuối kỳ mà chúng ta phải làm, phải tự làm. Cho nên khi các bạn sử dụng công thức cái file Excel này thì các bạn rất là sướng, vì không phải tốn thời gian để đi làm lại từng cái công thức như thế này nữa. Rồi, tháng 2 cũng vậy các bạn, cho đến tháng 12. Như vậy thì cái công việc quan trọng đầu tiên đó là nhập liệu, thì các bạn sẽ nhập liệu hạch toán vào như tôi đang hướng dẫn đây. Đó. Rồi, hết tháng 1 thì qua đến tháng 2, tương tự cho đến tháng 12 các bạn. Tháng 12 ở đây thì cũng tương tự như những tháng khác, kết quả hoạt động kinh doanh đã được lên hết. Rồi. Rồi thì hôm nay tôi sẽ đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái sheet data này ở clip tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn in các phiếu thu, phiếu chi. Đó, ở đây chúng ta sẽ chọn cái phiếu thu với chi như thế nào để chúng ta in ra. Thì hôm sau, ở clip hôm sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt.